Chào mừng các bạn đã đến với tiết học tạo hình ngày hôm nay. Đố các bạn biết trên tay cô đang có gì nè? Đó chính là kẹo đó các bạn. Các bạn có thấy những viên kẹo rất là đáng yêu không? Hôm nay các cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm những cái kẹo xinh như thế này nha. Các bạn có đồng ý không? Nếu các bạn đồng ý, hãy cùng nhau bắt đầu nào. Để có thể nặn được kẹo thì chúng ta sẽ cần có đất nặn, một cái bảng và một vài cái que nha các bạn. Thì chúng ta sẽ chọn một màu mà mình yêu thích nha các bạn. Cô sẽ chọn màu đỏ. Mình sẽ lo chờ, sau đó lăn dài. Sau đó chọn một màu tiếp theo. Cô sẽ chọn màu tím. Cũng lăn dài. Sẽ lăn cho hai đất nặng bằng nhau, sau đó ghép chúng lại với nhau. Bây giờ cô Hương sẽ xoay theo đường xoắn ốc. Viên kẹo rồi. Tiếp theo mình sẽ cho xiên que vào. Vậy là chúng ta đã có viên kẹo cầu vồng. Tiếp theo mình sẽ làm một cái kẹo khác nha. Cô thì sẽ chọn hai màu, đó là màu vàng và màu xanh lá. Mình sẽ lấy màu vàng và mình lăn dài nha các bạn. Xanh lá cũng tương tự như vậy, mình cũng sẽ lăn dài luôn nha. Rồi, sau đó mình sẽ xoắn hai màu này lại với nhau nha các bạn. Mình dùng tay mình xoắn hai màu vàng và xanh lá lại với nhau. Cô sẽ lấy cái que, mình sẽ đứng vào. Cuối cùng thì chúng ta sẽ thực hiện một cây kẹo mút màu cam nha các bạn. Cô sẽ lấy đất nặng màu cam ra và sau đó cô sẽ vo tròn. Sau khi đã vo tròn cục đất nặng thì cô sẽ dùng một cái que và xiên vào cục đất nặng để tạo thành một cây kẹo mút nha. Tiếp theo là cô sẽ trang trí cho cây kẹo mút của mình bằng một ít cốm. Thì cô sẽ sử dụng một số màu khác nhau, vo tròn và đặt lên viên kẹo mút. À, vậy là cô cũng đã hoàn thành được cây kẹo mút của mình rồi đó các bạn. Sài Gòn Academy, tiên phong giáo dục sớm từ 0 tuổi.